mình nhắc lại một lần nữa là các bạn hãy phải tỉnh táo bởi tất cả những cái tin leak bởi đến thời điểm bây giờ chúng ta mới biết được đội hình liên quan đến sản phẩm iPhone 14 thôi còn tất cả thông số khác đều là bịp hết iPhone 14 lừa hả các bạn Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relap và mình là Tuấn Ngọc đây <laughs> À, nếu như mà các bạn xem ở rất là nhiều những cái thông tin ở trên Facebook này Hay là à, các bạn xem trên Instagram này, thì các bạn đều thấy rằng à, khoảng 2-3 ngày trở lại đây Thì những cái thông tin liên quan đến những cái form mẫu của những cái sản phẩm iPhone 14 Đã được à, blick đầy ra trên mạng rồi à, Hiện tại thì mình đang có là một cái phiên bản in 3D dành cho cái chiếc iPhone 14 Pro Max Để chúng ta có một cái nhìn gọi là uh, trực quan nhất về cái sản phẩm mới sẽ được ra mắt vào tháng 10 này Thế nhưng mà mấy cái bên in 3D đang uh, lật mặt với mình các bạn ạ cậu kinh khủng luôn mà làm mãi không xong một cái là mình mong rằng sẽ có một cái thật sự là sớm thôi để chúng ta có được một cái sự so sánh trực quan nhất với cả con iPhone 13 Pro Max mình cứ nghĩ là mình sẽ là người đầu tiên sau cái anh Everything Apple Pro của năm ngoái làm ra một cái phiên bản in 3D này cơ Thế nhưng mà cuối cùng đã có một bên làm trước rồi và lại là Pháp Sư Trung Hoa các bạn ạ <laughs> Chính là bốn cái chiếc iPhone của chúng ta nhiều khả năng sẽ là iPhone 14, 14 Max hoặc là 14 Plus 14 Pro và 14 Pro Max sẽ được ra mắt vào quý 3 năm 2022 Ở à, Thực chất thì cái điểm mà chúng ta quan tâm nhất chính là độ dày cũng như là cái phần cụm cam ở phía sau ấy Thế thì phải chờ đến khi chúng ta có máy hoặc là chúng ta có cái phiên bản in 3D nó nó nó, nó thực tế nhất thì chúng ta mới biết rằng là nó chênh lệch như thế nào và nếu như đến bây giờ mà các bạn cảm thấy rằng à bây giờ mà cứ đợi iPhone 14 thì cũng không khác gì lắm Vẫn là những cái cụm camera đặt chéo Thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo những cái phiên bản như là iPhone 13 Hôm qua thì mình có livestream Và mình nói rằng là đây là cái thời điểm tốt nhất để các bạn có thể mua iPhone 13 rồi à, Thế nên là các bạn quan tâm đến những cái sản phẩm như là iPhone 13, cái bản màu green chẳng hạn Thì hoàn toàn có thể tham khảo ở Di Động Việt Mức giá của chúng ta loanh quanh cũng chỉ là từ 21 triệu 690 nghìn Và tất nhiên là nếu các bạn à, mua khi mà thu cũ đổi mới thì các bạn sẽ còn được tặng thêm một triệu cơ Có nghĩa là mức giá của nó chỉ còn là khoảng 20 triệu hơn mà thôi Hay như là nếu các bạn tham khảo những cái sản phẩm khác như là iPhone 13 Pro, 13 Pro Max phiên bản iPad Green thì cũng có những mức giá rất tốt như vậy Đừng quên truy cập vào đường link đến với Di động Việt để biết thêm nhiều những chi tiết hơn về những sản phẩm iPhone mới nhất của chúng ta nha wow. Ok, quay trở lại với cả những cái phiên bản mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trên um, uh, Weibo thì hiện tại mình đã để một cái đường link Để cho các bạn có thể xem kỹ hơn về cái sản phẩm này Cận cảnh với những cái sản phẩm iPhone của chúng ta Thì theo như người thần tượng của mình Đến từ kênh FPT Mà không phải FPT này các bạn ạ FPT anh John Prozor ấy Anh đã có nói rằng là đây là cùng một cái nguồn So với cả cái nguồn Đã từng lít lên cái phiên bản render Cái phiên bản cát ấy Của cái con iPhone 14 series của chúng ta Và nếu như các bạn nhìn vào đây Chúng ta nhiều khả năng là sẽ có bốn phiên bản iPhone 14 với kích cỡ là 6,1 inch iPhone 14 là Pro cũng là 6,1 inch iPhone 14 6,7 inch và iPhone 14 Pro Max 6,7 inch Theo như John Prosser thì đây là một cái hãng làm case à, Có nghĩa là họ dùng cái khuôn này để làm ra những cái ốp lưng Rồi là những cái phụ kiện của những cái sản phẩm iPhone 14 của chúng ta Và nếu như các bạn nhìn vào mặt sau thì đúng thực sự là năm nay chúng ta sẽ có 4 phiên bản Và chúng ta sẽ bị loại bỏ đi cái phiên bản mini nha và bởi vì thế bên cạnh cái việc là chúng ta đón chào thêm một cái mẫu mới đó là cái phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn nhưng có kích cỡ 6,7 inch thì mình cũng mong rằng chúng ta sẽ có một cái gì đấy nó còn vui hơn nữa. À, ok quay trở lại những cái phiên bản iPhone 12 và 13 series khi mà chúng ta có iPhone 12 mini và iPhone 13 mini đúng không ạ? thì đây là hai cái phiên bản có mức giá dễ tiếp cận nhất của mỗi dòng. ờ thì bây giờ nếu họ muốn giữ cái sự dễ tiếp cận như vậy cho cái phiên bản iPhone 14 series của chúng ta. Thế thì cái bản rẻ nhất đâu? Đâu? Đây, con iPhone 14 thì còn sao nữa? Và nếu như họ muốn có thể tiếp cận dễ dàng hơn nữa thì mình mong rằng có con iPhone 14 6.1 inch này nó sẽ có được cái mức giá khởi điểm tương tự về iPhone 13 mini và iPhone 12 mini. Nghe thì có vẻ hơi hão huyền một chút, hơi mông lung một chút, nhưng mà rõ ràng đây là điều chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào đó để làm căn cứ được. Bởi vì sao? Thứ nhất, hiện tại chúng ta mới chỉ có cái phiên bản mặt lưng được lộ ra từ những cái người làm ốp mà thôi. Thứ hai là chúng ta chưa có bất cứ một cái bằng chứng nào về mặt trước cả. Chúng ta chỉ có những cái phiên bản render 3D mà thôi, còn mặt trước thì những nhà sản xuất về màn hình, về cái um, dán màn hình vẫn chưa đưa ra bất cứ một cái hình ảnh nào leak ra cả. Vậy nên là nhiều khả năng cái phiên bản tiêu chuẩn của chúng ta là iPhone 14 và iPhone 14 Max hay là 14 Plus nó sẽ vẫn có màn hình tài thỏ. Một vẫn có bên hình tay thỏ. 2. Thiết kế không thay đổi. 3. Dung lượng vẫn được giữ nguyên là 128 gb phiên bản tiêu chuẩn. Thì đây hoàn toàn là một cái căn cứ để chúng ta mong chờ rằng nó sẽ rẻ ngang với những phiên bản mini. Ok, toàn bộ phía trên là do mình tự suy luận ra thôi chứ chưa có bất cứ một thông tin trực tiếp nào nha. Cái thông tin thứ hai là về màu sắc của những cái phiên bản iPhone 14 series Thì các bạn cũng thấy rằng có rất nhiều những cái trang link đều đưa tin về những cái màu sắc như thế này Thì mình xin khẳng định với các bạn rằng chúng ta sẽ không thể tin được vào những cái màu này. Các bạn nhớ năm ngoái khi mà chúng ta có một cái màu đồng không? Cuối cùng làm gì có con iPhone 13 Pro Max nào, iPhone 13 Pro là màu đồng. Toàn bộ là màu xanh này, màu đen này, màu trắng này, màu bạc này, vân vân và vân vân. Và đến khi mà họ ra mắt thêm một màu nữa thì cũng hoàn toàn không phải màu đồng mà nó lại là màu xanh lá cây các bạn ạ. Thế nên là những cái thông tin liên quan đến màu sắc thì mình nghĩ là các bạn không nên tin được đâu. Và thêm vào đó, đa phần những cái màu sắc thì các bạn đều thấy rằng nó được uh, ốp lên một cái bản render nó khá là kỳ. Và các bạn đều thấy rằng cái cụm cam nào chúng ta đều được làm vắt phẳng luôn chứ không phải là lồi lên một cái đảo giống như là những cái phiên bản Titan này. Nên là mình có thể tự tin nói với các bạn rằng là những cái phiên bản màu sắc này đều là bịp mà thôi. Đừng có tin vào những cái màu sắc này các bạn nha. Màu sắc là cái thứ mà chúng ta bắt buộc phải chờ đến khi ra mắt mới biết được. Thế nên đừng có kiểu là ui năm nay con iPhone 14 nó có cái màu hợp mệnh của tao. Người ta sẽ chờ đến iPhone 14. Không, các bạn hãy cho mình một cái quyết định thật sự là sáng suốt bởi vì màu sắc không bao giờ là thứ mà chúng ta tin được vào. Ok, màu sắc thì mình có thể tự tin nói là chúng ta không tin vào được Thế cuối cùng thì quay trở lại bốn cái form mẫu của chúng ta Bị lộ trên Weibo Thì đến thời điểm bây giờ chúng ta có tin được không? Cá nhân mình thì mình nghĩ là các bạn có thể tin vào được Bởi vì năm ngoái thì cái anh Everything Apple Pro Cũng đã dựa vào một cái khuôn mẫu Để anh ấy in 3D ra một cái sản phẩm iPhone 13 series Và câu trả lời là gì ạ? Máy như thế nào? Thì cái form mà anh ấy in được dựa vào những cái tin leak nó y hệt như vậy luôn và bởi vậy nên chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để nói rằng bốn cái chiếc form mẫu này chính là bốn form mẫu của iPhone 14 series năm nay. Có nghĩa là nhìn chung chúng ta sẽ có bốn phiên bản, loại bỏ đi cái dòng mini và chúng ta sẽ có một cái dòng 14 max hay là dòng 14 plus. Và về kích cỡ thì các bạn đều thấy rằng những cái phần camera của chúng ta cũng được làm to lên đáng kể so với phiên bản trước. Tất cả những thông tin khác liên quan đến màn hình này hay là những cái chân cắm lightning thì hiện tại chúng ta chưa thể tin được và mình nhắc lại một lần nữa là các bạn hãy phải tỉnh táo bởi tất cả những cái tin lịch Bởi đến thời điểm bây giờ chúng ta mới biết được đội hình liên quan đến sản phẩm iPhone 14 thôi Còn tất cả thông số khác đều là bịp hết